Con nuôi nghệ sĩ Anh Vũ, chỉ mong mọi người thương ông đừng nói những lời không hay. Con vẫn nhớ lời ba tâm sự trước Tết, làm được gì con sẽ làm, đi xa giữ sự bình yên trong tâm hồn ba nhé. Diễn viên hài Gia Bảo xúc động khi viết về người cha nuôi quá cố Anh Vũ. Nhiều sao Việt và người hâm mộ bàng hoàng trước thông tin nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời. Theo chia sẻ từ người nhà thì nam nghệ sĩ đi diễn về tắm khuya bị đột quỵ nên ra đi lúc nào không ai biết. Trong mắt đồng nghiệp, anh Vũ là người hiền lành, thân thiện và tận tâm với nghề. Bởi vậy, sự ra đi của anh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mới đây, diễn viên hài Gia Bảo, đồng thời cũng là con nuôi của nghệ sĩ Anh Vũ, bày tỏ sự đau buồn khi nhận được hung tin. Một cảm giác trống rỗng suốt từ hôm qua đến giờ, trên đường đi chùa Châu Đốc hay tin, làm nhớ như in những chuyến đi diễn miền Tây, hồi đi chung nhóm với ông. Ông là một trong những năm nghệ sĩ nhận tôi làm con nuôi vì tôi không có ba. Ông trẻ nhất trong năm người là Hồng Tơ, Minh Nhí, Kim Tử Long, Hoài Linh và ông. Còn mẹ nuôi thì tôi chỉ có mỗi nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mà thôi. Gia Bảo cũng kể về những kỷ niệm đáng nhớ với cha nuôi. Ông đã giúp tôi nhiều lúc tôi chưa có tên tuổi. Những show diễn, những lời răn đe mà có lần tôi giận ông luôn vì ông thẳng tính quá. Rồi ông gọi điện thoại nói tôi, tại sao ông làm dữ với tôi? Vì tôi là cháu của một danh hài nổi tiếng, tôi không thể đi diễn hời hợt mà kiếm tiền được. Nên ông mới làm dữ, để tôi bỏ cái nhóm hài đó, không được giả gái tầm bậy, mua vui rẻ tiền. Sau đó tôi về thế giới trẻ không có nhiều cơ hội diễn với ông. Nhưng khi tôi làm show ở Trống Đồng hay những chương trình lớn, tôi đều mời ông. Gần đây tôi mời ông đi dự khai trương, ông có độc tin mà không đến được. Lần nói chuyện gần nhất là trước Tết. Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ 10 phút giữa đường Mạc Đỉnh Chi lúc 7 giờ tối đầy xe qua lại. Ông nắm chặt tay tôi, ánh mắt thất thần và khóc. Kể cho tôi nghe những chuyện ông đang gặp phải. Rồi sau đó ông khoe với tôi là ông bắt đầu có show trở lại, bắt đầu tham gia nhiều, gửi hình. Khoe là vay hay, phim dài tập nên cát xê cũng kha khá. Tôi mừng cho ông. Để rồi giờ tôi biết là ông hay nhắn và gửi hình để tôi yên tâm về ông thôi. Chứ ông chưa hề ổn lần nào. Đến trước khi nhắm mắt, ông cũng chưa từng ổn. Sáng nay đọc bài của Minh Luân viết, tôi càng hiểu là tôi đã hiểu đúng. Cảm ơn mọi người đã chung tay giúp ông đủ tiền về Việt Nam, xứ người lạnh lẽo lắm. Số ông khi mất vẫn còn phải tha hương, nhờ tấm lòng mọi người mới có thể về quê hương mà nằm. Tôi đau vì điều đó, cái nợ này quá lớn, nhưng vui vì chỉ trong 4 tiếng đồng hồ mà mọi người giúp mạnh đến như vậy. Cuối cùng, nam nghệ sĩ cũng mong rằng khán giả đừng nói những lời không hay về nghệ sĩ Anh Vũ. Thôi thì ông đã nằm xuống, chỉ mong mọi người thương ông, đừng nói những lời không hay. Vì ông đã dành 20 mấy năm đem niềm vui đến mọi người, gần như không ai không biết ông. Mấy năm gần đây có thể ông hơi chững lại, không hoạt động mạnh như trước, nhưng trong giới chúng tôi thì tên ông vẫn lớn lắm. Con vẫn nhớ lời ba tâm sự trước Tết, làm được gì con sẽ làm, đi xa giữ sự bình yên trong tâm hồn ba nhé. Đừng có mà rối nùi lên nữa đó nha, lúc nào cũng rối. Nghe nói đến ngày cuối cùng mà ba cũng rối lên hết à. Đi về nơi mới có thể chưa quen được, chưa chấp nhận được, còn quyến luyến chốn này lắm, nhưng đến lúc ba phải nghỉ ngơi rồi. Thánh Thơ, nghỉ ngơi đi nhé. Hé lộ số tiền em gái tỷ phú của Cẩm Ly tài trợ toàn bộ để đưa thi thể nghệ sĩ Anh Vũ về Việt Nam. Ca sĩ Hà Phương, em gái tỷ phú Cẩm Ly, khiến các nghệ sĩ cũng như người hâm mộ cảm kích trước tấm lòng đã góp thêm 10.000 đô để đưa anh Vũ về nước. Vợ chồng ca sĩ Hà Phương đã góp thêm hoàn toàn chi phí đưa thi thể nghệ sĩ Hà Anh Vũ về Việt Nam. Ngày 2 tháng 4, thông tin nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột tử vong khi đang lưu diễn ở Mỹ đang nhận được nhiều sự chú ý từ phía người hâm mộ. Việc chuẩn bị hậu sự cho nghệ sĩ Anh Vũ hầu hết đã xong. Hiện tại các nghệ sĩ chỉ chờ đợi phía cảnh sát cho phép đến nhận thi thể Anh Vũ về nhà tang lễ để tiến hành các thủ tục cần thiết đưa về nước. Theo đó, chi phí trọn gói để lo hậu sự cho nghệ sĩ Anh Vũ bao gồm cả việc đưa thi thể nam nghệ sĩ về bằng máy bay và một ngày nằm ở nhà tang lễ để anh em nghệ sĩ hải ngoại tới viếng là 10.000 đô, hơn 200 triệu đồng. Toàn bộ chi phí trọn gói được nữ ca sĩ Hà Phương, em gái ca sĩ Cẩm Ly cùng chồng tỷ phú ủng hộ. Theo một nữ diễn viên thì có thể vào đầu tuần sau, thi thể nam diễn viên Hà Anh Vũ mới về đến Việt Nam. Bên cạnh đó, các nghệ sĩ còn tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí giữa các nghệ sĩ hải ngoại đã được diễn ra tại tư gia của bầu show Thúy Uyển ở quận Cam. Buổi gặp gỡ này có sự hiện diện của bà bầu, Lê Bá Chư, diễn viên Hoài Tâm, Thanh Duy và Kylie. Cố nghệ sĩ Anh Vũ và các bầu show ở hải ngoại. Hình ảnh tại buổi gặp gỡ báo chí tại Mỹ vào chiều 3 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Vợ chồng ca sĩ Hà Phương góp 10.000 đô đưa thi hài Anh Vũ về nước. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Khả Tú chia sẻ, cập nhật về việc nghệ sĩ hải ngoại giúp đưa thi hài. Danh hài Anh Vũ về Việt Nam,
Hiện tại đợi phía cảnh sát xét nghiệm tử thi sẽ đưa thi hài anh Vũ về nhà quàng an lạc để lo mọi thủ tục cần thiết để đưa về Việt Nam. Được biết chi phí trọn gói đưa về Việt Nam là 10.000 đô. Gồm lo từ A tới Z và có một ngày tại nhà quàng an lạc để anh chị em nghệ sĩ và đồng hương hải ngoại đến thăm viếng anh Vũ lần cuối trước khi đưa về Việt Nam. Sau khi quyên góp được gần 500 triệu, các chị em nghệ sĩ hải ngoại đã ngần nhận đóng góp. Số tiền đóng góp trước đó sẽ được chuyển thẳng về cho gia đình anh Vũ tại Việt Nam. Phần chi phí trọn gói này được nữ ca sĩ Hà Phương đài thọ hoàn toàn 100%. Vì vậy, mọi sự đóng góp xem như ngân tại đây. Và nếu ai đã đóng góp rồi thì các nghệ sĩ nhận tiền của quý vị sẽ chuyển thẳng về lo cho gia đình anh Vũ tại Việt Nam. Cảm ơn vợ chồng ca sĩ Hà Phương đã hết lòng trong việc giúp toàn bộ chi phí để đưa thi hài nghệ sĩ anh Vũ về Việt Nam. Cảm ơn Khang giám đốc và nhà quàng An Lạc đã giảm tối đa chi phí cho nghệ sĩ anh Vũ. Thế cũng an lòng rồi, mọi người ai cũng yêu thương anh. Hiện tại, gia đình cùng các nghệ sĩ cũng như khán giả người yêu mến cũng vẫn mong mỏi đến ngày thi thể nghệ sĩ anh Vũ được về đến nơi để tiễn biệt anh lần cuối. Cuộc gặp gỡ trong nước mắt, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đến nhà trao gần 700 triệu đồng cho mẹ anh Vũ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã đem số tiền kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ anh Vũ gần 700 triệu đồng để đưa đến nhà trao tận tay mẹ của nghệ sĩ hài, khiến người hâm mộ xúc động. Cuộc gặp trong nước mắt của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân Minh Nhí với gia đình của nghệ sĩ anh Vũ. Tại đây, cô đã trao tận tay cho mẹ của nghệ sĩ hài anh Vũ gần 700 triệu đồng để đưa anh về Việt Nam mai táng. Tình ấm áp của các nghệ sĩ khiến mẹ anh Vũ không kìm được nước mắt, liên tục gửi lời cảm ơn. Sáng ngày 2 tháng 4, thông tin nghệ sĩ Hà Anh Vũ đã ra đi đột ngột trong chuyến lưu diễn tại Mỹ, khiến nhiều người cũng như cả nghệ sĩ Việt khá bàng hoàng. Hay tin người đàn em khi qua đời mà vẫn ở xa xứ, nghệ sĩ Hồng Vân kêu gọi mọi người chung tay quyên góp được gần 700 triệu đồng. Đủ số tiền đưa thi thể anh về nước yên nghỉ và khóa tài khoản. Trong con số tiền đó, gia đình Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hân góp 100 triệu đồng, Hoa hậu Hany E và diễn viên Nhật Kim Anh góp 10 triệu đồng, các nghệ sĩ khác Phi Nhung, Lê Hiếu, Khả Như, Phở Đặc Biệt, Khang Việt, Nam Cường, Minh Dự. Bên cạnh đó, nhờ uy tín của Hồng Vân, nhiều khán giả cũng liên tiếp gửi về tài khoản của cô. Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cùng diễn viên hài Minh Nhí đã đến nhà nghệ sĩ anh Vũ. Theo như đã thông báo, chia sẻ số tiền gần 700 triệu đồng và đã trao tận tay cho mẹ cố nghệ sĩ hài anh Vũ và em gái, nghệ sĩ Viết. Hôm nay, Hồng Vân đã đến gia đình anh Vũ và đưa số tiền mà bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả gần xa gửi đến để trang trải chi phí đưa anh Vũ trở về Việt Nam. Và clip này là những thông tin chính xác nhất từ phía gia đình anh Vũ. Mong các anh chị báo chí lưu tâm và đưa thông tin chính xác giùm Vân. Vì tâm nguyện của chúng ta là đưa được anh Vũ về Việt Nam mà, không ngoài mục đích gì khác. Cuộc gặp gỡ của nghệ sĩ Hồng Vân Minh Nhí với gia đình anh Vũ chiều ngày 3 tháng 4. Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ đã trao tận tay cho mẹ và em gái số tiền kêu gọi để giúp đỡ cho nghệ sĩ Hà Anh Vũ về Việt Nam. Theo như chia sẻ nghệ sĩ Hồng Vân, có lẽ số tiền này đã đủ rồi mọi người à, đủ số tiền để lo làm thủ tục giấy tờ và thuê máy bay để đưa anh Vũ về Việt Nam. Hôm nay Hồng Vân xin gửi số tiền này cho bác, mong bác sớm mạnh mẽ vượt qua. Và khi anh Vũ về Việt Nam, gia đình mình đứng ra làm tang lễ, tụi con bên nhóm kịch Hồng Vân sẽ hỗ trợ mà những gì gia đình cần thiết. Hồng Vân chia sẻ thêm, trong số những người gửi về, đóng góp đa số là bạn bè bằng hữu từ Đàm Vĩnh Hân, Lê Hiếu, Trang Nhung. Có người góp 100 triệu, có người vài triệu. Nhiều fan là những em bé còn nhỏ gửi 42.000, 50.000, 100.000 rất nhiều. Điều đó đủ để thấy trong giới, nghệ sĩ anh Vũ được bạn bè yêu quý như thế nào. Sau khi được nghệ sĩ nhân Hồng Vân trao tặng số tiền giúp đỡ, mẹ cố nghệ sĩ anh Vũ nghẹn ngào chia sẻ, trước hết, tôi xin cảm ơn cô Vân và Minh Nhí đã giúp đỡ con tôi. Thành thật, gia đình chúng tôi xin cảm ơn các anh em nghệ sĩ và bạn bè khán giả gần xa đã thương gia đình tôi như vậy. Tôi vô cùng cảm ơn và cảm kích mọi người rất nhiều. Được đưa con tôi về Việt Nam là điều rất tốt mà tôi rất mừng để đưa nó về với đất mẹ. Mẹ nghệ sĩ anh Vũ xúc động trước tình cảm của đồng nghiệp khán giả dành cho con trai mình. Khi bị nhiều người nói em gái nghệ sĩ không cần giúp đỡ, chị Dung lên tiếng đính chính. Khi gia đình đón nhận tin dự đã bối rối, không biết xử lý thế nào. Nói về kinh phí đưa anh Vũ về, chúng tôi không biết và cũng khó lo đủ. Lúc ấy tôi đã rất xúc động khi nghe những lời từ đáy lòng chị Vân. Chị Vân khẳng định bằng mọi giá sẽ đưa thi thể anh Vũ về. Mẹ nghệ sĩ dường như không kìm được nước mắt trước sự chân thành của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khi nói bằng mọi cách cháu sẽ đưa anh Vũ về Việt Nam để bác và Dung gặp mặt lần cuối. Giữa chúng thì phi sơ bồ, nhưng tình nghệ sĩ vô cùng ấm áp. Có lẽ đến thời điểm này các anh em nghệ sĩ
cũng như những người chị thân thiết của anh Vũ chính là nghệ sĩ Nhân Hồng Vân mong muốn để đưa cố nghệ sĩ về Việt Nam. Quá xúc động, em gái tỷ phú của Cẩm Ly ủng hộ toàn bộ chi phí đưa thi thể anh Vũ về Việt Nam. Không chỉ anh chị em nghệ sĩ ở Việt Nam mà các anh chị em ở Mỹ cùng chung tay hỗ trợ chi phí để nhanh chóng đưa thi thể nghệ sĩ anh Vũ về với đất mẹ. Nữ ca sĩ Hà Phương đã phát tâm đứng ra lo hết chi phí hậu sự để đưa danh hài anh Vũ về Việt Nam. Mới đây trên trang cá nhân của diễn viên hài Hoài Tâm bất ngờ chia sẻ thông tin vô cùng xúc động. Em gái của ca sĩ Cẩm Ly, nữ ca sĩ Hà Phương đã hỗ trợ toàn bộ chi phí để đưa thi thể của nghệ sĩ anh Vũ về với đất mẹ sau khi đột ngột qua đời trong chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ. Cả nhà ơi, như Hoài Tâm đã đưa tin trước đây, thì anh em ca nghệ sĩ hải ngoại đã quyên góp đủ số tiền để giúp lo hậu sự cho nghệ sĩ anh Vũ. Về được với đất mẹ, danh sách các mạnh thường quân sẽ được công bố ở lễ thăm viếng của nghệ sĩ anh Vũ. Riêng có một vị mạnh thường quân, một người nghệ sĩ, ca sĩ đã phát tâm bồ đề ngay từ buổi ban đầu, đích thân chỉ gọi đến bà bầu Thúy Uyển và tình nguyện sẽ giúp đưa thi thể anh về đến nơi đến chốn với gia đình và mọi chi phí sẽ được chị tài trợ. Chúng tôi muốn nói đến nữ ca sĩ Hà Phương, cảm ơn tấm lòng vàng của chị, chia sẻ của Hoài Tâm. Hà Phương được biết đến là vợ của tỷ phú Chính Chu, người đàn ông đáng gờm của thành phố Won. Trước đó, vào chiều ngày hôm qua, chỉ sau hơn 4 tiếng đồng hồ kêu gọi, nghệ sĩ Hồng Vân cũng cho biết sẽ ngừng nhận tiền quyên góp từ khán giả và các anh chị em nghệ sĩ để có kinh phí đưa thi hài anh Vũ về Việt Nam. Chị nhận được hơn 600 triệu đồng. Ở hải ngoại, Hoài Tâm cũng kêu gọi được gần 500 triệu đồng để lo hậu sự cho nam nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh. Dù nhiều người nói showbiz là nơi nhiều thị phi với nhiều sự đấu đá nhau, nhưng đâu đó chúng ta vẫn thấy được tình yêu thương, san sẻ của tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Mỗi khi một nghệ sĩ nào đó cần sự giúp đỡ, chúng ta sẽ mãi nhớ về một cố nghệ sĩ hài anh Vũ dí dỏm duyên dáng, sống hết mình với nghề.